2.2 hình thành các biểu tượng. Nếu hình ảnh tâm lý chỉ là hình ảnh tri giác sự vật được lưu giữ trong ký ức thì biểu tượng hoàn toàn là một cấu trúc tâm lý bên trong được tạo bởi sự khái quát hóa nhiều hình ảnh tri giác theo các tiêu chí khác nhau. Vì vậy, để có biểu tượng về một loại sự vật, trẻ em không chỉ cần có hình ảnh tâm lý và ký hiệu mà còn phải có sự tham gia của tư duy hình tượng. Trong thời kỳ mẫu giáo trẻ em phát triển nhiều loại biểu tượng đầu tiên là biểu tượng về khối lượng của vật như nặng nhẹ to nhỏ cao thấp lớn bé tiếp đến là biểu tượng quan hệ không gian giữa các vật bắt đầu từ biểu tượng về thân thể của trẻ đối với trẻ thân thể của mình được coi là vật chuẩn hay điểm gốc chỉ có thể dựa vào đó trẻ mới xác định được phương hướng tay phải tay trái trên đầu dưới chân sau lưng trước mặt Trẻ mẫu giáo dễ nhận ra các biểu tượng trên dưới, rồi đến trước, sau, trong, ngoài và muộn hơn là phải trái. Cuối tuổi mẫu giáo, các em đã có biểu tượng quan hệ khá phức tạp như phía trên bên phải hoặc phía dưới bên trái: các dạng hoạt động như vẽ, nặng, múa hát, trò chơi xây dựng, đặc biệt việc sử dụng mô hình giúp trẻ nhận ra hướng không gian một cách thuận lợi nếu dạy trẻ tự thay đổi quan hệ không gian giữa bản thân với các đồ vật và tập diễn đạt bằng lời thì khả năng định hướng không gian sẽ tăng lên rõ rệt sự kết hợp giữa các biểu tượng về sự vật và biểu tượng về quan hệ không gian giữa chúng đã hình thành ở tuổi mẫu giáo các biểu tượng về so sánh giữa các vật nhiều ít dài ngắn cao thấp các biểu tượng này là cơ sở quan trọng giúp trẻ mẫu giáo hình thành biểu tượng số và các biểu tượng về tập hợp ở giai đoạn sau biểu tượng thời gian khó hơn và được hình thành muộn hơn ở trẻ mẫu giáo so với biểu tượng không gian biểu tượng về các buổi trong ngày chủ yếu dựa vào sự quan sát những biến đổi của môi trường xung quanh khi nhìn thấy mặt trời mọc mọi người chuẩn bị đi làm trẻ nhận ra đó là buổi sáng khi thấy mặt trời lặn mọi người đi làm về là buổi chiều khi nhìn thấy trời tối là buổi tối Biểu tượng về mùa cũng được hình thành từ những quan sát tương tự. Mùa xuân hoa nở tưng bừng, mùa hè trời nắng gắt thỉnh thoảng có trận mưa rào, mùa thu trời trong xanh, hoa quả thơm đầy vườn, mùa đông gió mùa đông bắc rét lạnh. À, biểu tượng về phép đếm, về số lượng và số diễn ra tương đối lâu dài và muộn ở trẻ mẫu giáo. Ngay trong cuối giai đoạn giác động, khi phát triển ngôn ngữ cho trẻ, các bậc cha mẹ đã dạy trẻ đếm bằng miệng. Mặt khác, khi tiến hành các hành động chức năng, các hành động đếm bên ngoài, trong quá trình trẻ tiếp xúc với các sự vật, người lớn dạy trẻ đếm các vật dụng, đồ chơi, ở các ngón tay hay các thao tác tương ứng, xếp thứ, ký hiệu hóa. Điều này đã giúp trẻ dần có biểu tượng về số lượng hình thành ở trẻ các biểu tượng liên quan tới số, như nhóm lớn, nhóm nhỏ, toàn thể bộ phận, thứ tự, hơn, kém, số, vân vân. Ở các biểu tượng xã hội được hình thành và phát triển trong suốt giai đoạn mẫu giáo. Trong thời kỳ ấu nhi, trẻ chưa có biểu tượng hay ý niệm về tốt xấu, ngoan hư, mà mới chỉ có các hình ảnh cụ thể gắn với các tình huống hành động cụ thể. Được người lớn chỉ dẫn, ăn là ngoan, khóc nhè là hư. Sang tuổi mẫu giáo, nhờ khả năng lĩnh hội các chuẩn nhận thức trẻ đã có khả năng nhận xét hành vi của người khác và của mình một cách khái quát hơn ba nhỏ phát triển khả năng tri giác trước tuổi mẫu giáo khi tìm hiểu đối tượng mới trẻ thường hành động ngay với nó sang tuổi mẫu giáo trẻ bắt đầu khảo sát tỉ mỉ theo một trình tự nhất định các em cầm đồ vật lên tay xoay chuyển mọi phía ngắm nhìn và chú ý đến những đặc điểm nổi bật nhờ vậy, khả năng quan sát của trẻ được hình thành và phát triển mạnh. Sự phát triển tri giác của trẻ mẫu giáo có các đặc điểm sau. Thứ nhất, tri giác phát triển mạnh và chiếm ưu thế trong hoạt động nhận thức là đặc trưng nổi bật trong sự phát triển tâm lý của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo. Các quá trình nhận thức khác như trí nhớ, tư duy, chú ý của các em đều phụ thuộc rất nhiều vào tri giác. Thứ hai, Tri giác của trẻ em thường phát triển qua ba giai đoạn: ba mức độ giai đoạn kể ra trẻ kể tên từng đồ vật người hay con vật trong một bức tranh giai đoạn mô tả nêu được cấu tạo bề ngoài và chức năng của đồ vật hành động của con người mẹ đang làm em bé đang chơi mà chưa biết mô tả hay giải thích chủ đề của tranh giai đoạn giải thích phát hiện các quan hệ sâu sắc hơn giữa các sự vật đưa kinh nghiệm của mình vào quá trình mô tả đối tượng quan sát. Đa số trẻ em từ 2 đến 5 tuổi có mức tri giác kể ra. Ở mức độ đồ vật, trẻ từ 6 đến 8-9 tuổi có mức tri giác mô tả, còn giai đoạn giải thích có thể ở trẻ em từ 9 đến 10 tuổi. Còn giai đoạn giải thích có ở trẻ em từ 9 đến 10 tuổi khi tư duy của các em phát triển và chi phối tri giác. Thứ ba, tính duy kỷ tự kỷ trung tâm của tri giác, tính duy kỷ là đặc điểm nổi bật của lứa tuổi mẫu giáo. Duy kỷ là hiện tượng tâm lý trong đó trẻ em thường hướng vào bản thân, lấy bản thân mình làm chuẩn để nhận thức, đánh giá và phản ứng với các đối tượng, trẻ chưa có khả năng thay đổi nhận thức về một khách thể nào đó, mặc dù những thông tin về khách thể đó mâu thuẫn với kinh nghiệm đã có về nó. Tính duy kỷ thể hiện khá rõ trong nhận thức trong ngôn ngữ thái độ và hành vi ứng xử của trẻ. Trong tri giác, trẻ thường hướng vào các kinh nghiệm đã có về sự vật, đồng nhất hiểu biết của mình về sự vật với bản thân sự vật, coi hình ảnh tri giác được về sự vật là chính bản thân sự vật. Coi mình tri giác hiểu biết về sự vật như thế nào thì người khác cũng tri giác và hiểu biết như thế. Do bị cố định vào các hình ảnh tri giác nên trẻ em tuổi mẫu giáo thường khó theo kịp sự biến đổi của các sự vật. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng chưa có khả năng bảo toàn trong nhận thức của trẻ mẫu giáo. Thứ tư, tri giác của trẻ mẫu giáo chịu sự tác động và chi phối mạnh mẽ của ngôn ngữ và tư duy cũng như các quá trình nhận thức khác. Trước thời kỳ ngôn ngữ, tri giác của trẻ em ấu nhi diễn ra trong trường tri giác và trẻ em hành động trong trường tri giác đó khi chuyển sang trường tri giác khác trẻ em thường quên đối tượng trước khi xuất hiện ngôn ngữ trường tri giác của trẻ được mở rộng hơn rất nhiều trẻ mẫu giáo nhớ không chỉ tri giác và gọi tên đồ vật mà còn tìm thấy trong hình ảnh đồ vật đó hình tượng của các đồ vật khác cái cửa hình chữ nhật mái nhà hình tam giác ngôn ngữ cũng giúp trẻ gợi lên các hình ảnh đã tri giác và liên kết chúng trong các mối quan hệ với nhau tạo nên các biểu tượng tuy nhiên do ở tuổi mẫu giáo ngôn ngữ phát triển chậm hơn tri giác nên ngôn ngữ đã làm hạn chế sự biểu hiện của kết quả tri giác chẳng hạn khi quan sát và mô tả bức tranh trẻ em mẫu giáo thường khó mô tả nội dung và chủ đề của tranh mà chỉ kể tên các đồ vật trong tranh sự kiện này không hẳn do khả năng tri giác mà là do trẻ khó diễn đạt chúng vì vậy nếu trong quá trình tri giác Trẻ được người lớn hướng dẫn cách phân tích và giải thích thì kết quả tri giác sẽ cao hơn. Tư duy cũng tác động mạnh tới tri giác, làm cho tri giác của trẻ mẫu giáo khác về chất so với tri giác tuổi ấu nhi. Tri giác trở nên có ý nghĩa và có lựa chọn. 4. Nhỏ phát triển trí nhớ. 4.1. Sự phát triển trí nhớ không chủ định. Ở trẻ mẫu giáo ghi nhớ và nhớ lại phát triển rất mạnh. Những gì xảy ra trước 3 tuổi, sau này hầu như ta không còn nhớ được gì, nhưng những sự kiện xảy ra ở tuổi mẫu giáo đã để lại dấu ấn rõ rệt trong ký ức của mỗi người. Thời kỳ đầu tuổi mẫu giáo, trí nhớ tự nhiên, trí nhớ trực tiếp chiếm ưu thế. Trẻ lứa tuổi này thường không đặt ra cho mình mục đích hay nhiệm vụ phải ghi nhớ một điều gì. Thông qua việc tác động tích cực vào các sự vật, trẻ mẫu giáo ghi lại được nhiều ấn tượng một cách tự nhiên trong nhiều trường hợp nếu người lớn đặt cho trẻ nhiệm vụ là phải nhớ một điều gì đấy sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả ghi nhớ của trẻ nhất là đối với trẻ mẫu giáo bé nhiều công trình nghiên cứu cho thấy rằng trẻ càng tích cực hoạt động thực tiễn đặc biệt là tham gia vào hoạt động chơi bao nhiêu thì càng nhớ tốt những gì diễn ra trong đó bấy nhiêu trẻ thường ghi nhớ điều gì mà mình thích thú hoặc gây ấn tượng mạnh mẽ những tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ giàu hình tượng, có nhạc điệu, vân điệu hấp dẫn, thì trẻ có khả năng nhớ nhanh và lâu bền. Nhiều bài thơ về ca dao tục ngữ thường được trẻ nhập tâm từ hồi còn bé. Trí nhớ không chủ định có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ, vì nhờ đó trẻ có thể ghi lại một cách nhẹ nhàng nhiều ấn tượng đẹp đẽ cũng như những tài liệu cần cho cuộc sống và học tập sau này. 4.2 Sự phát triển trí nhớ chủ định. Vào cuối tuổi mẫu giáo, trí nhớ của trẻ có sự biến đổi về chất. Trí nhớ chủ định, trí nhớ gián tiếp hay trí nhớ văn hóa xuất hiện và phát triển mạnh. Đó là loại trí nhớ có mục đích và dựa vào công cụ tâm lý như ngôn ngữ, sơ đồ, biểu đồ, chữ viết và mọi quy ước có thể có. Ở loại trí nhớ này, tư duy đóng vai trò khá quan trọng. Trẻ từ 5 đến 7 tuổi đã biết sử dụng các phương tiện hay điểm tựa để nhớ. Ngôn ngữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển trí nhớ của trẻ. Một mặt, ngôn ngữ là phương tiện chuyển tải các hình ảnh tri giác từ bên ngoài vào bên trong, quá trình nhập tâm và lưu giữ chúng. Trong quá trình này, trẻ thường có hành vi kỳ quặc như vừa chơi đồ chơi vừa nói to hoặc lẩm nhẩm một mình cho mình. Mặt khác, nhờ ngôn ngữ Trẻ nắm được tên và hiểu ý nghĩa của sự vật và hiện tượng cần nhớ, đặt mục đích và tìm phương tiện giúp ghi nhớ và nhớ lại những điều cần nhớ. Năm nhỏ phát triển tư duy. 5.1. Sự phát triển tư duy trực quan hình tượng. Thời kỳ cuối tuổi ấu nhi, tư duy vẫn còn gắn với hành động bên ngoài. Sang tuổi mẫu giáo, sự phát triển tư duy của trẻ có bước phát triển về chất tư duy chuyển từ bình diện bên ngoài vào bình diện bên trong, tức là chuyển từ tư duy hành động sang tư duy trực quan hình tượng. Trẻ giải các bài toán tư duy không chỉ bằng những phép thử bên ngoài, mà cả những phép thử bên trong. Tư duy trực quan hình tượng phát triển mạnh là điều kiện thuận lợi giúp trẻ tiếp nhận dễ dàng những tác phẩm nghệ thuật giàu tính hình tượng. Có thể nói rằng lứa tuổi mẫu giáo, từ 3 đến 6 tuổi là thời kỳ trẻ rất nhạy cảm với những tác động giáo dục mang tính hình tượng Với lẽ tính hình tượng là một trong những nét đặc trưng trong đời sống tâm lý của trẻ ở tuổi mẫu giáo 5.2 Xuất hiện kiểu tư duy trực quan sơ đồ và các yếu tố của tư duy logic Vào thời kỳ giữa tuổi mẫu giáo, trẻ đã phát triển mạnh khả năng ký hiệu hóa Từ đó xuất hiện kiểu tư duy trực quan hình tượng mới, trực quan sơ đồ tư duy trực quan sơ đồ về thực chất vẫn thuộc kiểu tư duy trực quan hình tượng tuy nhiên so với tư duy trực quan hình tượng tư duy trực quan sơ đồ ở mức cao hơn có tính khái quát và linh hoạt hơn trong tư duy trực quan hình tượng các hình tượng còn gắn liền với đồ vật cụ thể và phụ thuộc vào hình ảnh tri giác về đồ vật đó trong tư duy trực quan sơ đồ các hình tượng đã được thay thế bằng sơ đồ đã ít nhiều tách ra khỏi đồ vật và được chuyển sang một dạng ký hiệu nhất định. Khi tiến hành tư duy trực quan sơ đồ, trẻ phải thực hiện hai hành động ngược nhau. Hành động ký hiệu hóa, sơ đồ hóa, tức là chuyển từ cách nhìn sự vật trong không gian 3 chiều sang không gian 2 chiều. Và hành động đọc ký hiệu, đọc sơ đồ, hay giải mã, tức là chuyển từ cách nhìn sự vật trong không gian 2 chiều sang không gian 3 chiều tức là không gian tồn tại của đồ vật trong thực tế đây là hai hành động cho phép trẻ tìm hiểu mối tương quan của sự vật tồn tại trong không gian sống và trong sơ đồ ở cuối tuổi mẫu giáo hầu hết trẻ em đã thực hiện được cả hai thao tác này nếu được hướng dẫn là một hệ thống bài tập định hướng vào không gian chẳng hạn trẻ có thể mã hóa đường đi từ trường về nhà bằng một sơ đồ tức là sơ đồ hóa và ngược lại nhìn vào sơ đồ đó trẻ có thể biết được vị trí của trường và nhà, với đường đi lối lại ra sao, tức là đọc hiểu sơ đồ. Tư duy trực quan sơ đồ là bước trung gian trong quá trình chuyển từ kiểu tư duy trực quan hình tượng sang tư duy trừu tượng, mở ra cho trẻ khả năng phát hiện những mối liên hệ khách quan của sự vật, hiểu được những tri thức khái quát hơn, nhờ đó có thể hiểu được bản chất của sự vật. Tuy nhiên, cần lưu ý ở tuổi mẫu giáo kiểu tư duy trực quan hình tượng đang phát triển mạnh và chiếm ưu thế do đó chủ trương tăng nhanh quá mức tốc độ hình thức tư duy trừu tượng ở lứa tuổi này là không hợp lý không nên khuyến khích quá mức trẻ sớm đi vào nếp tư duy logic theo kiểu người lớn khôn trước tuổi dễ làm mất đi tính mềm dẻo của trí tuệ và do đó cũng làm mất đi tính ngây thơ hồn nhiên của trẻ nhỏ sáu nhỏ phát triển trí tưởng tượng 6.1. Cơ chế nhập tâm của sự hình thành và phát triển trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo Trí tưởng tượng nảy sinh khi trẻ ấu nhi biết dùng vật thay thế trong trò chơi tượng trưng, nhưng vẫn gắn với hành động và tri giác đối tượng trong trò chơi. Em bé nhảy lên và kẹp hai chân vào cái gậy. Em trở thành kỵ sĩ và cái gậy biến thành con ngựa. Tuy nhiên, em bé sẽ không thể tưởng tượng ra con ngựa nếu lúc đó không nhìn thấy cái gậy hay cái ghế và em cũng không thể hình dung ra trong óc cái gậy hay cái ghế là con ngựa nếu em không cưỡi lên chúng ở đây không phải trí tưởng tượng giúp trẻ tìm kiếm cái gậy hay cái ghế làm con ngựa mà là do cái gậy hay cái ghế trong trường tri giác trường hành động thực đã làm nảy sinh trí tưởng tượng của trẻ bước phát triển cao hơn là trí tưởng tượng dựa vào các ký hiệu có tính vỏ đoán để làm vật thay thế chẳng hạn Em bé cầm chiếc chìa khóa trong tay và hình dung là mụ phù thủy đang phù phép. Ở đây, chiếc chìa khóa chỉ là chỗ dựa vỏ đoán giúp em tưởng tượng ra mụ phù thủy. Về sau, trẻ không cần đến những chỗ dựa bên ngoài nữa mà chuyển vào trí tưởng tượng ngầm trong ốc. Có hai anh em chơi trò đi du lịch. Chúng ngồi lên một chiếc ghế dài. Thỉnh thoảng, cậu anh giả vờ xoay tay lái và thốt lên. Chà, chỗ này đường xấu quá thật nhiều ổ gà giữa đường. Còn cậu em thỉnh thoảng mồm lại lấp bắp như kiểu chào hỏi người qua đường. Hai anh em tự tưởng tượng ra một xứ sở xa xôi với bao nhiêu điều mới lạ và cả những nguy hiểm dọc đường. Những điều đó đã diễn ra trong óc trẻ em bằng trí tưởng tượng ngầm. Ở mức độ này, tưởng tượng đã hoàn toàn diễn ra bên trong. Đây là kiểu tưởng tượng thường có ở người lớn. Như vậy, quá trình trẻ mẫu giáo dùng vật thật, tiếp đến là các vật có tính vỏ đoán và cuối cùng là các ý nghĩ để làm vật thay thế trong các trò chơi tượng trưng đã thể hiện cơ chế hình thành và phát triển trí tưởng tượng của trẻ, từ bên ngoài chuyển vào bên trong theo cơ chế nhập tâm như tư duy và mọi chức năng tâm lý khác. 6.2. Trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo phát triển từ tái tạo đến sáng tạo. Thời kỳ đầu, trí tưởng tượng của trẻ chủ yếu là sự tái tạo lại các hình tượng, các biểu tượng đã có trong kinh nghiệm của trẻ. Các sản phẩm của tưởng tượng chỉ đơn thuần là sự chấp ghép các hình tượng bộ phận mà trẻ đã thu nhận được qua tri giác và lưu giữ trong trí nhớ. Chẳng hạn, em bé 4 tuổi đã vẽ một con mèo trong bụng, còn hiện lên một con cá nguyên vẹn. Vẽ người mặc áo nhưng vẫn còn nhìn thấy thân người, cánh tay. Trong giai đoạn này, tưởng tượng rất gần với trí nhớ, các thao tác tưởng tượng chủ yếu dựa vào trí nhớ, vì vậy rất khó phân biệt ranh giới giữa trí nhớ với tưởng tượng. Sự phân biệt tiếp theo là tưởng tượng sáng tạo. Biểu hiện ban đầu của mức độ này là trẻ mẫu giáo rất hay bịa ra các hình ảnh, các câu chuyện do chúng tự hư cấu bằng cách gán cho đối tượng những cái không có hoặc phóng đại, thu nhỏ, làm méo mó một vài chi tiết các sự vật có nghĩa là trẻ đã bắt đầu sử dụng các phương thức hoạt động của trí tưởng tượng sáng tạo. Đây là thời kỳ trí tưởng tượng theo đúng nghĩa phát triển rất mạnh theo hướng tự do ở trẻ mẫu giáo. Vì vậy trong các trò chơi vẽ, tạo hình, xây dựng và cả trong các trò chơi đóng vai, trẻ mẫu giáo thường xuyên thay đổi chủ đề theo hướng thêm hoặc bớt các chi tiết theo ý riêng của mình. 6.3 trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo phát triển từ không chủ định đến có chủ định chiếm ưu thế ở trẻ mẫu giáo nhỏ và nhỏ tưởng tượng không chủ định chiếm ưu thế trẻ không xác định trước mục đích và nhiệm vụ tưởng tượng mà tùy thuộc vào diễn biến của hành động và sự kích thích của các hình tượng trong hành động đó đến cuối tuổi mẫu giáo tưởng tượng có chủ định mới hình thành rõ nét được thể hiện nhiều nhất trong các dạng hoạt động mang tính sáng tạo như vẽ nặng trò chơi xây dựng lúc này trẻ bắt đầu có khả năng hành động theo ý đồ định trước tính chủ định còn cho phép trẻ điều chỉnh hành động của mình bằng ngôn ngữ trong những hoạt động ấy chính vì vậy việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo cũng chính là làm tăng tính chủ định trong hoạt động tâm lý đặc biệt là phát triển trí tưởng tượng có chủ định trí tưởng tượng có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống và trong sự phát triển tâm lý của trẻ một mặt sự làm việc không mệt mỏi của trí tưởng tượng là con đường giúp trẻ em nhận thức và tìm hiểu thế giới xung quanh vượt ra khỏi giới hạn kinh nghiệm cá nhân chật hẹp mặt khác sự tự do và tính phi khuôn mẫu trong sáng tạo tưởng tượng tạo ra sự ngây thơ hồn nhiên trong nhận thức nói riêng và tâm hồn nói chung của trẻ những cách giải thích nguyên nhân có mưa là do ông trời khóc có đêm là do ông trời đi ngủ chắc chỉ có ở trẻ em lứa tuổi mẫu giáo và đó cũng chính là sự giải thích đáng yêu của lứa tuổi này. Trong quá trình phát triển trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo, trò chơi và truyện cổ tích là hai tác nhân quan trọng. Trẻ không thể phát triển trí tưởng tượng của mình nếu không được hành động trong các trò chơi, đặc biệt là các trò chơi tượng trưng thay thế, các trò chơi vẽ hình, tạo hình, xây dựng và các trò chơi đóng vai. Bên cạnh trò chơi là truyện cổ tích truyện cổ tích đưa trẻ đến với thế giới thần tiên kích thích trẻ say mê hòa mình vào cuộc sống trong truyện cùng vui cùng buồn tự đồng nhất mình với nhân vật mà mình yêu thích nhờ vậy mà sức tưởng tượng càng được phát huy cũng như trò chơi truyện cổ tích là phương tiện giúp trẻ thể hiện ước mơ của mình có thể nói trò chơi và truyện cổ tích là hai yếu tố làm nảy sinh phát triển và nuôi dưỡng trí tưởng tượng cho trẻ giúp cho tuổi thơ đẹp đẽ và trong sáng. 7. nhỏ phát triển chú ý. 7.1. Bước tiến bộ về chú ý của trẻ mẫu giáo. Trước 3 tuổi, sức tập trung chú ý của trẻ còn yếu, chú ý thường dao động, di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác theo nguyên nhân không rõ ràng. Khối lượng chú ý của trẻ rất hẹp, không có khả năng phân phối chú ý vào hai hay nhiều đối tượng đặc biệt trẻ khó hướng chú ý của mình vào lời nói mà không đi liền với đối tượng vào tuổi mẫu giáo chú ý của trẻ có nhiều biến đổi được thể hiện ở những khía cạnh khối lượng chú ý tăng lên tính bền vững của chú ý phát triển hình thành chú ý có chủ định trẻ mẫu giáo có thể tri giác cùng một lúc vài đối tượng kết quả quan sát có thể tăng lên nếu được người lớn dạy cho việc so sánh sự khác và giống nhau giữa các đối tượng nếu đầu tuổi mẫu giáo trẻ có thể tập trung chú ý vào một trò chơi khoảng 30 đến 50 phút thì vào cuối tuổi mẫu giáo trò chơi có thể kéo dài khoảng 1 giờ rưỡi. Trò chơi càng phản ánh nhiều hành động và nhiều mối quan hệ phức tạp của con người trong xã hội, càng có nhiều tình huống mới bao nhiêu thì sự chú ý của trẻ vào trò chơi càng tập trung và bền vững bấy nhiêu. Sự chú ý cũng bền vững hơn khi trẻ được xem tranh hay nghe kể chuyện nhất là những tranh vẽ hay chuyện kể hấp dẫn trẻ bằng nhiều tình tiết lý thú. Điều đó nói lên chú ý của trẻ mẫu giáo phụ thuộc vào hứng thú của chúng đối với các đối tượng xung quanh. 7.2, sự hình thành chú ý có chủ định. Đến giữa tuổi mẫu giáo 4-5 tuổi, nhờ ngôn ngữ và tư duy phát triển mạnh, trẻ biết điều khiển chú ý của mình, tự giác hướng chú ý vào đối tượng nhất định, có nghĩa là chú ý chủ định bắt đầu hình thành việc điều khiển chú ý một cách chủ định đòi hỏi hành động của trẻ phải phục tùng nhiệm vụ được giao muốn vậy đứa trẻ phải hiểu rõ mục đích đã đặt ra từ trước nói cách khác chú ý có chủ định gắn liền với hành động có mục đích ở đây vai trò của ngôn ngữ có ý nghĩa đặc biệt đó là phương tiện để người lớn chỉ dẫn nhắc nhở trẻ em cần hành động như thế nào để đạt tới mục đích sau đó, đứa trẻ tự nói lên thành lời những điều mà nó cần chú ý, tự biểu đạt bằng lời việc mình sắp phải làm, giúp cho tính chủ định của chú ý ngày càng dễ phát triển. Mặc dù chú ý chủ định bắt đầu hình thành và phát triển, nhưng ở tuổi mẫu giáo, chú ý không chủ định vẫn chiếm ưu thế. Trẻ rất khó tập trung vào những công việc mang tính đơn điệu và không hấp dẫn, trong khi đó hoạt động vui chơi, hoạt động khám phá hay những hoạt động đượm màu sắc xúc cảm thường lôi cuốn chú ý của trẻ khá lâu. Đặc điểm này là một trong những cơ sở để tổ chức hoạt động cho trẻ, tránh việc thiết kế những tiết học với những bài tập khô khan, đòi hỏi trẻ phải liên tục tập trung chú ý một cách căng thẳng. Về cuối tuổi mẫu giáo, chú ý chủ định của trẻ tiến bộ hơn hẳn. Trẻ 6 tuổi đã có khả năng chú ý thực hiện hành động theo một chiến lược tối ưu việc tổ chức các hoạt động theo những yêu cầu nhất định, ngay cả khi công việc không thú vị lắm, sẽ làm cho trẻ phải cố gắng hướng chú ý của mình vào đối tượng nhất. Bởi lẽ, nếu người lớn bằng lòng với việc trẻ chỉ hướng chú ý vào đối tượng nào hấp dẫn, mà không tập trung chú ý được vào những công việc cần thiết, nhưng không gây hứng thú, thì trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc học tập ở trường phổ thông sau này. Tám nhỏ, một số đặc điểm chung về hoạt động nhận thức của trẻ mẫu giáo thứ nhất nhận thức cảm tính chiếm ưu thế vai trò trung tâm thuộc về sự hình thành các chuẩn nhận thức phát triển tri giác và hình thành các biểu tượng các quá trình nhận thức khác đều phụ thuộc vào hình ảnh tri giác cuối tuổi mẫu giáo sự phụ thuộc của tư duy vào các hình ảnh tri giác được giảm dần từ đó hình thành và phát triển kiểu tư duy mới tư duy trực quan sơ đồ Cơ sở để hình thành kiểu tư duy trừu tượng ở giai đoạn sau. Thứ hai, nhận thức của trẻ mẫu giáo vang đậm màu sắc xúc cảm, gắn liền với xúc cảm và ý muốn chủ quan, khiến cho trẻ khó phân biệt đâu là thế giới bên ngoài, đâu là thế giới bên trong, đâu là khách quan, đâu là chủ quan. Trẻ chưa nhận ra được ý nghĩ, ý muốn trong tâm trí của mình về sự vật với bản thân sự vật đó nhận thức của trẻ mẫu giáo còn mang đậm tính tự kỷ trung tâm. Thứ ba, trong hoạt động nhận thức của trẻ mẫu giáo nhỏ, thành phần tự nhiên không chủ định chiếm ưu thế, sau đó chuyển dần sang thành phần có chủ định. Vào cuối tuổi mẫu giáo, thành phần có chủ định ngày càng chiếm ưu thế. Thứ tư, quá trình phát triển các hoạt động nhận thức của trẻ em mẫu giáo gắn liền với sự phát triển ngôn ngữ và hoạt động thực tiễn và tương tác xã hội với người lớn các dạng hoạt động và tương tác xã hội của trẻ em mẫu giáo mà trước hết là hoạt động chơi có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển nhận thức của trẻ mẫu giáo. Bốn lớn phát triển vốn ngôn ngữ cơ bản. Lứa tuổi mẫu giáo là thời kỳ bộc lộ tính nhạy cảm cao đối với hiện tượng ngôn ngữ, khiến cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ đạt tốc độ nhanh và đến cuối tuổi mẫu giáo thì hầu hết các cháu đều biết sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách thành thạo trong sinh hoạt hàng ngày điều này được thể hiện qua các phương diện trẻ nắm được ngữ âm và ngữ điệu trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ phát triển ngữ pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc một nhỏ nắm vững ngữ âm và ngữ điệu trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ tuổi mẫu giáo nhu cầu và phạm vi hoạt động giao tiếp rất lớn trong các trò chơi trong giao tiếp với người lớn trẻ đều phải hiểu và dùng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Mặt khác, cơ quan phát âm đã chín mùi đến mức có thể phát ra những âm tương đối chuẩn kể cả những âm khó trong tiếng mẹ đẻ. Toàn bộ những điều kiện khách quan trên đã giúp trẻ em mẫu giáo biết dùng ngữ điệu để thể hiện thái độ phù hợp với nội dung giao tiếp như vui buồn, giận dữ, lo âu, đồng thời nắm vững và thể hiện được ngữ âm, ngữ điệu của tiếng thổ ngữ và phương ngữ hình thành được thói quen sử dụng ngữ ngôn trong các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau. Hai nhỏ phát triển ngữ pháp Từ 2 tuổi rưỡi đến 5 tuổi, trẻ em tiến bộ rất nhanh về phương diện ngữ pháp. Khoảng 3 tuổi, trẻ đã thiết lập được câu phức trên cơ sở biết cách sử dụng liên từ và hoặc ghép hai câu đơn kiểu như Mẹ lấy búp bê và đưa cho con Hay Con biết mẹ yêu con đồng thời trẻ đã biết sử dụng các thành phần ngữ pháp như tân ngữ trạng ngữ hôm qua mẹ đi chợ mẹ mua cho con con búp bê ngay từ khi nói được các câu trọn vẹn thì đồng thời các em cũng bắt đầu học cách đặt câu hỏi và chuyển từ câu khẳng định sang phủ định các câu hỏi được trẻ sử dụng trước thường là các câu hỏi về con người sự vật ai con gì ở đâu sau đó mới biết đặt câu hỏi trạng thái hoặc nguyên nhân vì sao, thế nào, khi nào. Nguyên nhân là do các chuẩn nhận thức ban đầu của trẻ chủ yếu là cụ thể, gắn với các sự vật hiện tượng. Còn các chuẩn có tính trừu tượng hơn như nguyên nhân, thời gian, cách thức triển khai sự vật thường được trẻ nhận thức sau, khoảng từ 4 đến 5 tuổi. Giống câu hỏi, các câu phủ định được trẻ hoàn thiện dần từng bước một. Thời kỳ đầu, trẻ đặt từ không lên đầu câu mà trẻ muốn phủ định. Chẳng hạn, trẻ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi nói với mẹ, "Không áo." Không phải là trẻ muốn nói nó không có áo, mà là không muốn mặc áo. Hiện tượng này sẽ được khắc phục dần khi trẻ học được cách chèn từ không vào vị trí thích hợp trong câu theo đúng ngữ pháp. "Con không mặc áo" hay "không phải áo này" hoặc "con không có áo." Sự phát triển ngữ pháp ở tuổi mẫu giáo diễn ra rất nhanh cho đến cuối giai đoạn tiền tuổi học đường trẻ có thể sử dụng hầu hết các quy tắc ngữ pháp và nói chuyện tương đối chuẩn mặc dù quá trình đó diễn ra không ý thức khác với việc học ngữ pháp một cách có ý thức ở trường phổ thông sau này